This year's report focuses heavily on the growing trend of government manipulating social media to undermine democracy. Lên tiếng tại buổi công bố bản phúc trình thường niên về tự do Internet năm 2017 tại thủ đô Washington, bà Sanya Kelly, giám đốc dự án tự do Internet của Freedom House, cho biết có thêm nhiều chính phủ thao túng truyền thông mạng xã hội, cũng như đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trực tuyến, như là một động thái đe dọa dân chủ nghiêm trọng, tăng từ 23 lên 30 chính phủ trong vòng một năm qua. Nga và Trung Quốc được nhắc đến trong bản phúc trình là hai quốc gia tiên phong sử dụng các nhà bình luận được trả lương và các chương trình chính trị để tuyên truyền cho chính phủ. Nhưng giờ đây, cách thức này đã lan rộng ra toàn cầu, và sự lan rộng nhanh chóng như thế có thể gây ảnh hưởng đến dân chủ cùng các hoạt động dân sự. Bản phúc trình cho thấy số liệu trong năm qua có đến 87% dân số thế giới sử dụng Internet, trong đó bao gồm 23% được hưởng tự do Internet, 28% Internet không hoàn toàn tự do, 36% không có tự do Internet và 13% không thể truy cập Internet. Bà Sanya Kelly nhấn mạnh, các số liệu vừa nêu được cho là hậu quả của việc chính phủ thao túng truyền thông mạng, như tung tin giả mạo hay đưa tin sai lệch, cũng như có nhiều nỗ lực để lọc và chặn thông tin trực tuyến. Giám đốc dự án tự do Internet của Freedom House nói rằng, We found that these types of online manipulation actually played a role in elections in 18 countries over the past year alone. Chúng tôi nhận thấy các thể loại hình thức thao túng truyền thông mạng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử ở 18 quốc gia chỉ trong năm 2016. Điều này nhắc nhở chúng ta không chỉ tập trung vào việc thao túng truyền thông mạng ở Hoa Kỳ và châu Âu, mà đó là xu hướng toàn cầu. Tôi có thể nêu ra vài trường hợp ví dụ như Philippines sử dụng quân đội để đưa những thông tin ủng hộ các chính sách của chính phủ, cũng như chiến dịch diệt trừ ma túy một cách tàn bạo tại nước này. Chúng ta cũng có thể thấy hình thức thao túng thông tin mạng xã hội như thế ở Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Việt Nam được xếp điểm số 76 trên thang điểm 100 lọt vào danh sách các quốc gia không có tự do Internet. Bản phúc trình liệt kê tự do Internet ở Việt Nam trong năm 2017 bị kiểm soát chặt chẽ do sự gia tăng bắt bớ và đe dọa. Nhiều nhóm blogger và dân sự bị cảnh sát trấn áp và dùng vũ lực tịch thu các thiết bị điện tử. Hàng chục người bị bắt giữ và bỏ tù theo các điều luật mơ hồ như 88-258 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Các vụ biểu tình phản đối thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa Hà Tĩnh thải độc tố ra biển bùng nổ từ tháng 4 năm 2016 kéo dài cho đến năm 2017 được nêu ra trong bản phúc trình như là bằng chứng rõ ràng cho việc đe dọa và bắt bớ các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam. Bản phúc trình cũng đề cập đến chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kể từ khi điều hành quốc gia hồi giữa năm 2016 đến nay đã không có một biểu hiện nào cho thấy cố gắng cải thiện môi trường tự do Internet. Trong bản phúc trình còn cho biết sau khi một vài blogger được trả tự do khi Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP thì lại gia tăng bắt bớ kể từ 6 tháng cuối năm của năm 2016. Theo số liệu ghi nhận của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, tính đến thời điểm tháng 4 năm 2017, ít nhất 19 nhà hoạt động xã hội bị bắt giữ vì bày tỏ chính kiến trên mạng xã hội. Và báo cáo cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội lại có đợt đàn áp mới vào mùa hè năm 2017. Giám đốc báo cáo tự do Internet, ông Arian Shabazz nói với AFA về tình hình tự do Internet năm 2017 của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. What we saw in Vietnam and also around the region was the increased use of. Chúng tôi ghi nhận ở Việt Nam và trong khu vực có sự gia tăng thao túng truyền thông mạng. Việt Nam cũng như một số các quốc gia kiểm soát gắt gao ý kiến của người dân, và đó là điều rất đáng quan ngại. Việt Nam bị xếp vào danh sách quốc gia không có tự do Internet cùng với Thái Lan và Myanmar, mà có thể được cho là chịu nhiều trở ngại trong việc không cho phép và bắt bớ cư dân mạng nếu như so sánh với đất nước Campuchia láng giềng.
Tôi nghĩ có rất nhiều những nhà hoạt động xã hội tại các nước này đang làm những công việc để vượt qua tình trạng khó khăn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn về các công việc ủng hộ dân chủ cũng như ủng hộ quyền tự do biểu đạt của các nhà hoạt động xã hội. Chúng ta cần hỗ trợ họ bởi vì họ đang làm những việc thật sự cam go trong môi trường nguy hiểm. Các chuyên gia nghiên cứu của Freedom House cho biết, một dấu hiệu lạc quan trong bản phúc trình tự do Internet năm 2017 là sự tương tác cùng chiều giữa các chính phủ với cư dân mạng. Mỗi khi chính phủ gia tăng các biện pháp kiểm soát ngăn chặn tự do Internet, thì những nhà hoạt động xã hội sẽ tích cực tìm kiếm nhiều giải pháp vượt qua. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Chí Tuyến từ Hà Nội, sau khi theo dõi buổi công bố trực tuyến bản phúc trình thường niên tự do Internet năm 2017, lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do. Tôi nghĩ rằng đó là một cái lẽ rất là tự nhiên và tôi hoàn toàn đồng ý với của phía bên Freedom House về cái chuyện là các chính phủ thì họ đều muốn là kiểm soát hay kiểm duyệt những thông tin hay bằng những cái biện pháp về kỹ thuật hay là bằng những cái bộ luật, thậm chí bằng những cái bộ luật để có thể dễ dàng khép tội và mang mục đích là làm cho người dân không được quá chỉ trích đối với chính quyền. Những cái người công dân như chúng tôi chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng cái quyền được tự do biểu đạt, quyền được tự do suy nghĩ và nói lên tiếng nói của mình, cái quan điểm của mình về đất nước mình, về chế độ chính sách, về những cái câu chuyện xã hội nó xảy ra, thì nó là cái nhu cầu căn bản và nó là cái nhu cầu bức thiết. Thế thì nó đã là nhu cầu thì chúng tôi phải tìm cách để chúng tôi đạt được cái việc là mình phải nói ra. Tôi nghĩ rằng nếu mà nhà cầm quyền tìm cách kiểm duyệt thì những người dân, người ta cũng lại sẽ tìm cách để người ta lách theo cái ngôn từ của Việt Nam. Đài FA ghi nhận trong những ngày vừa qua, cư dân mạng tại Việt Nam cũng như dư luận trong nước lo ngại dự thảo luật an ninh mạng nếu được thông qua có thể đẩy các tập đoàn công nghệ thông tin lớn như Google, Facebook, YouTube, v.v. ra đi trong trường hợp họ không hợp tác theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam. Trong khi một số tổ chức nhân quyền thế giới cảnh báo đây có thể là một biện pháp hạn chế tự do Internet của dân chúng tại Việt Nam, thì Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm tuyên bố tại buổi thảo luận của Quốc hội về dự thảo luật an ninh mạng hồi cuối tháng 10 rằng nếu Việt Nam chặn Internet thì không chơi được với ai. Lô đất bí ẩn Việt Nam dành cho Mỹ nằm ở đâu? Việt Nam và Hoa Kỳ đã được thỏa thuận về một lô đất có mã số D30 để xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới, thu hút sự chú ý của dân chúng về địa điểm quan trọng trong quan hệ song phương này. Tuyên bố chung Việt-Mỹ sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội, có đoạn nói rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Chủ tịch Trần Đại Quang hoan nghênh hai bên trao đổi biên bản thảo luận về ý định dành cho Hoa Kỳ thuê lô đất D30 tại Hà Nội để xây mới Đại sứ quán Hoa Kỳ phù hợp với luật pháp mỗi nước. Nguồn tin tại Phái đoàn Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cho VOA tiếng Việt biết rằng D30 nằm ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cách không xa công viên Cầu Giấy, một trong những khu vui chơi được coi là đẹp nhất thủ đô. Địa điểm này nằm đối diện với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trên đường Phạm Văn Bạch. Quan sát bản đồ vệ tinh của Google, phóng viên VOA tiếng Việt thấy rằng D30 là một khoảnh đất rộng vẫn còn nhiều chỗ trống và có các nhà hàng dựng tạm ở mặt phố. VOA Việt ngữ đã đề nghị Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết thêm chi tiết về D30 cũng như lý do chọn địa điểm này, nhưng tới tối ngày 15 tháng 11 giờ Hà Nội, chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp. Tin cho hay Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du chính thức tới Hà Nội tuần trước. Một bức ảnh đăng trên website Flickr của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy rằng ông Tillerson đã tới thăm Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 11 tháng 11. Một nhân viên của cơ quan ngoại giao này đã chỉ tay vào một điểm đánh dấu gần công viên Cầu Giấy trên bản đồ của quận Cầu Giấy, trong khi Ngoại trưởng Mỹ chăm chú lắng nghe. Trước đó vài tháng, sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Nhà Trắng, hai nước cũng đã ra thông cáo chung, trong đó đề cập tới việc hai bên nhất trí tích cực cùng nhau làm việc để hoàn tất thỏa thuận về việc chọn vị trí đất phù hợp và thỏa thuận thuê đất cho trụ sở mới của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Trong khi có ý kiến cho rằng D30 nằm ở khu vực hay tắc nghẽn giao thông cũng như có thể bị ngập lụt, ông Phạm Viết Hướng, một người môi giới nhà đất ở quận Cầu Giấy lại nói với VOA Việt ngữ. Ở đấy thì nói chung là giao thông thì nó thuận tiện và nó gần cái khu Duy Tân ấy, tập trung rất nhiều văn phòng, từ văn phòng của Việt Nam cho đến văn phòng nước ngoài. Chỗ công viên Cầu Giấy thì nó không bị ngập. Khu vực này thì nó đông dân cư này. Đông dân cư nên cái tỷ lệ mà trộm cắp cướp giật nó rất là hiếm.
Phía Hoa Kỳ hiện có Đại sứ quán ở Hà Nội với trụ sở chính ở phố Láng Hạ và một địa điểm khác ở phố Ngọc Khánh và một lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn Việt Nam hiện có một đại sứ quán nằm trong một tòa nhà ở thủ đô Washington DC của Mỹ và các lãnh sự quán ở Houston, Texas, ở New York và San Francisco, tiểu bang California, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống. Trong chuyến thăm châu Á mới kết thúc hôm 14 tháng 11, nhà lãnh đạo Mỹ luôn nhấn mạnh tới từ có đi có lại trong quan hệ các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuyên bố chung Việt-Mỹ cũng viết rằng Tổng thống Donald Trump tái khẳng định Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ để Việt Nam có được các cơ sở vật chất ngoại giao và lãnh sự tốt hơn tại Hoa Kỳ. Vấn đề tìm nơi xây dựng Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã râm ran lâu nay, nhất là sau năm 2008 khi Đại sứ Michael Mihalak cho biết rằng đó là một trong bốn ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ ở Việt Nam sau thương mại, giáo dục và nhân quyền. Ông nói rằng Đại sứ quán hiện thời quá chật chội và chúng tôi muốn có một tòa đại sứ mới rộng rãi hơn và cho biết thêm rằng thông thường việc xây dựng sứ quán sẽ mất từ 2 tới 5 năm. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, các đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này trên thế giới, cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước khác ở Hoa Kỳ được trao quy chế đặc biệt, và trong khi khu vực ngoại giao vẫn là lãnh thổ của nước chủ nhà, một đại sứ quán hoặc lãnh sự quán được coi là một quốc gia có chủ quyền. Bộ này nói rằng tòa nhà chính của đại sứ quán thường được bổ sung bởi các tòa nhà khác là nơi hoạt động của bộ phận lãnh sự, trung tâm thông tin, phòng họp hay văn phòng của các cơ quan khác thuộc chính phủ. Là một bộ mặt của nước Mỹ ở quốc gia chủ nhà, tòa nhà đại sứ quán thường ấn tượng về mặt kiến trúc, đó có thể là một tòa nhà lịch sử hay một kết cấu mới ấn tượng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Một cựu nhân viên phái Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ở Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng nhiều năm qua phía Hà Nội và Washington vấp phải trở ngại về thương thuyết khu vực xây đại sứ quán mới, nhất là về giá và thời hạn cho thuê đất. Theo luật đất đai của Việt Nam năm 2013, thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm. Trả lời báo chí trong nước hồi đầu năm nay, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng Mỹ cũng có ý định mở tổng lãnh sự quán ở Đà Nẵng và phía Việt Nam hoan nghênh vì điều này có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước với nhau. Trung Quốc mới đây đã chính thức khai trương tổng lãnh sự quán ở thành phố biển, nơi nhiều du khách quốc gia láng giềng tới thăm và cũng là nơi vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC với sự tham dự của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau khi Hoa Kỳ rút lui khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương từ đầu năm nay, thì 11 quốc gia còn lại vẫn xúc tiến việc đàm phán để hoàn tất. Thượng đỉnh tuần qua của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương gọi là APEC, do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng, là cơ hội cho 11 nước hoàn tất hiệp ước này, nhưng họ lại gặp những cái trở ngại bất ngờ và cuối cùng thì hiệp ước TPP dẫu đã được cải danh mà chưa rõ bao giờ mới thành hình. Theo dõi những chuyển biến đó thì ông rút tỉa được những bài học gì cho thính giả của chúng ta? Dạ thưa, như mọi khi tôi xin đi từ cái bối cảnh chung đó, rồi mới tập trung vào cái cốt lõi thì mình mới có hy vọng nhìn ra sự thể. Khởi đầu đó thì có 4 nước nhỏ trên cái vành cung Á Châu Thái Bình Dương muốn lập ra một khuôn khổ giao thương với cái tối đa tự do và tối thiểu hạn chế về thuế suất và hạn ngạch. Thế từ năm 2008, tức là gần 10 năm trước đó, Hoa Kỳ mới thấy sáng kiến này là hay và xin tham gia, khiến cho nhiều nước khác cũng muốn nhập cuộc. Vì kinh tế Mỹ có cái sức tiêu thụ cao nhất, vì vậy đã có 12 quốc gia xúc tiến việc đàm phán với nhau để hoàn thành cái hiệp ước TPP vào năm 2015 vừa rồi. Thế sau hai chủ vòng thương thuyết của các cái chuyên gia thuộc 12 nước, thì cái văn kiện cơ bản của cái hiệp ước TPP được Quốc hội Hoa Kỳ cứu xét để phê chuẩn theo lời yêu cầu của ông Tổng thống Barack Obama, là cái người đã mất cả năm đắn đo do dự vào năm 2009. Trước khi thúc đẩy cái việc đàm phán đó. Nào ngờ là Đảng Dân Chủ và một số dân biểu nghị sĩ Cộng Hòa đó thấy ra nhiều điểm bất lợi trong cái bản hiệp ước và từ chối việc phê chuẩn vào năm ngoái, là một năm có cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thì các ứng cử viên của cuộc tranh cử cũng thấy như vậy, kể cả bà Hillary Clinton bên Đảng Dân Chủ, là người đã nhiệt liệt cổ võ cho hiệp ước khi bà còn là ngoại trưởng. Kết cục thì Hoa Kỳ bác bỏ hiệp ước và ông Tổng thống tân cử là ông Donald Trump đó, mới hợp thức hóa cái bị sự việc đó, khi chính thức ký cái văn kiện gọi là rút lui triệt thoái đó vào ngày 21 tháng Giêng năm nay. Thế cái vấn đề chính nó nằm trong những cam kết quá chi tiết của cái hiệp ước,
làm cho từng nước thành viên đã sẽ phải sửa đổi lại khuôn khổ luật lệ quốc gia để chấp hành. Và vấn đề đó nó không là ông Donald Trump thực cuộc. Dạ thưa ông, sau khi Hoa Kỳ rút lui thì 11 nước còn lại vẫn cố xúc tiến hiệp ước này. Nhưng vì sao họ lại gặp trở ngại vào khúc cuối ở tại Đà Nẵng à? Ồ, tôi ngược với quan điểm của đám đông là tôi cho rằng là chính cái Tổng thống Hoa Kỳ đó lại gián tiếp đưa ra cái giải đáp cho cái câu hỏi của cô đó, cô vừa mới nêu lên đó. Tại thượng đỉnh với các cái danh gia của diễn đàn APEC như là trước đó tại Bắc Kinh đó, thì ông Trump có nói đại để rằng quốc gia nào cũng có nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ quyền lợi tối thượng của mình, chứ không nên tin vào những cái cam kết quốc tế. Thành ra khái niệm quốc gia nó đối nghịch với quốc tế đó, nó là một khía cạnh đáng chú ý. Vì vậy đã bên lề thượng đỉnh APEC, trong khi Nhật Bản và Úc đó thì cố thúc đẩy các quốc gia còn lại đã hoàn tất cái hiệp ước TPP, thì Thủ tướng Canada lại do dự và gây ra biến chuyển nhức tim gần như mỗi nửa ngày đó. Lý do là trong nội tình quốc gia của Canada có những chống đối, thí dụ như là từ các tỉnh Toronto hay là Quebec, ngược với quan điểm của chính quyền trung ương tại thủ đô Ottawa. Họ sống là vì quyền lợi của địa phương nó liên hệ tới nông sản hay là cái sản phẩm gốc sữa, từ nay phải cạnh tranh với sản phẩm của New Zealand, hay vì những cái sản phẩm và dịch vụ liên hệ tới văn hóa và giải trí. Và Canada còn viện dẫn những cái ràng buộc ngoại thương với xứ Mexico trong khuôn khổ của cái một hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ là NAFTA, đặc biệt gọi là trì hoãn cái việc đó thưa cô. Dạ thưa quý thính giả, quả nhiên là trong các ngày mùng 9, 10 và 11 thì người ta đã hồi hộp theo dõi những cái chuyển biến của hiệp ước TPP bên lề thượng đỉnh APEC, mà có lúc dư luận coi là sẽ tiêu vong vì ngoài Canada, nhiều nước cũng nêu ra vấn đề khác. Kết cuộc thì tình hình sẽ ra sao thưa ông? Dạ thưa, đúng là hôm mùng 9 thì Thủ tướng Canada viện cớ nghị trình công tác mà không tham dự buổi họp để ký kết cái hiệp ước TPP giữa 11 quốc gia còn lại đấy. Và Tổng trưởng Kinh tế của Canada đã xúc tiến được đàm phán lại đó để đòi một số thay đổi. Các nước khác cũng thế, họ nhân cơ hội yêu cầu một số thay đổi trong 2 ngày sau đó. Tức là cái khung sườn quốc tế được thỏa thuận sau 7 năm đàm phán giữa 12 nước đó lại bị những yêu cầu quốc gia đó nó phá vỡ. Cái hiệp ước TPP nó không có yểu tử tại Đà Nẵng mà được hồi sinh sau khi đã cải danh và cải sửa nội dung. Nó có tên mới là Hiệp ước Toàn diện và Tiến bộ giữa các đối tác xuyên Thái Bình Dương, và ghi tắt theo Anh ngữ là CPTPP. Thế về cụ thể thì nó có 20 cái điều khoản trong văn kiện hoàn thành năm 2015 đó đã bị hoãn áp dụng, kể cả những quy định liên quan tới các cái sản phẩm gốc vật sinh hóa, tức là sinh lý và hóa học đó, các thiết bị y tế, thông tin viễn liên và nhất là đầu tư. Thì mấy cái chi tiết lắt nhắt ấy đó, nó cho thấy rằng các cái chuyên gia đàm phán một hiệp ước quốc tế đó đã muốn chi phối quá nhiều và nó gây phản ứng dội ngược trong nhiều quốc gia. Còn lại thì nó có 4 điều khoản khác là chưa được các nước thông qua trước khi hiệp ước CPTPP này thành hình thưa cô. Dạ, quả thật là một vấn đề rắc rối hơn người ta nghĩ lúc ban đầu, và nó lại chẳng liên hệ gì đến quan điểm của Hoa Kỳ. Dạ thưa, 4 điều khoản chưa được thông qua là những gì thưa ông? Dạ thưa, theo dõi cái sự kiện từ đầu đó, chúng ta có thể thấy 3 nước chậm tiến nhất của nhóm 12 quốc gia đã sẽ có lợi nhất nhờ cái khuôn khổ giao thương giữa 12 nước. Đó là Việt Nam, Malaysia và Tiểu Vương quốc Brunei. Nhưng mà muốn được hưởng lợi như vậy đó thì họ phải cải tổ cơ chế một cách toàn diện. Bây giờ đó khi thấy hiệp ước TPP gặp trở ngại, 3 nước này đó là tìm cách trì hoãn cái sự cải cách đó. Đó là 3 trong 4 điều khoản chưa được thông qua. Cái điều khoản thứ 4 đó thì nó còn bế tắc là nó lại liên hệ tới Canada, vì họ muốn bảo vệ các cái khu vực văn hóa và giải trí như là phim ảnh, truyền hình và ấn loạt. Riêng tôi thì tôi chỉ chú ý đến trường hợp của Việt Nam. Dù có Hoa Kỳ hay không đó, Việt Nam vẫn có lợi khi gia nhập hiệp ước đối tác này vì cái lý do kinh tế lẫn chính trị. Cái lý do kinh tế là đã sẽ có một cái thị trường khác để giảm thiểu cái sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Cái lý do chính trị là sẽ cải cách cơ chế cho người dân đó, công nhân và doanh nghiệp đã thoát khỏi sự khống chế của Đảng và nhà nước, và cải thiện từ môi sinh tới điều kiện lao động. Nhưng mà vì những trục trặc giữa 11 nước còn lại đó, Hà Nội đại trì hoãn và đẩy lùi cái việc cải cách đó, thì các nước kia họ đều thấy cái chuyện đáng tiếc này cả thưa cô. Dạ thưa, ngay từ đầu ông đã trích dẫn lời phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ là quốc gia nào cũng phải ưu tiên bảo vệ quyền lợi của mình. Trong hồ sơ TPP hay là CPTPP theo tên gọi mới, thì người ta thấy là Canada bất ngờ gây khó cho 10 nước vì yêu cầu bảo vệ quyền lợi quốc gia qua sức ép trong nội bộ.
Nhưng khi lợi dụng cơ hội này, phía Việt Nam lại đòi trì hoãn việc cải cách, thì điều đó nó có lợi cho ai thưa ông? Dạ, tôi nghĩ đây nó mới là cái điều đáng suy ngẫm đấy. Tức là sau khi mà Hoa Kỳ rút lui khỏi hiệp ước TPP và muốn có những đàm phán song phương, tức là tay đôi giữa hai nước với nhau đó, thì Việt Nam cần chuẩn bị cho khung cảnh mới để phần nào giảm thiểu cái sự lệ thuộc kinh tế với Trung Quốc. Thế dù hiệp ước mà TPP này đã có điểm bất toàn và đòi hỏi quá chi ly, làm cho Hoa Kỳ triệt thoái, thì trên đại thể đấy, những yêu cầu cải cách đó nó cũng có lợi cho người dân. Thì chúng ta quay trở lại với định nghĩa của quyền lợi quốc gia, đó là quyền lợi của dân tộc. Thì các quốc gia như Canada, Mexico hoặc New Zealand mà nêu vấn đề về hiệp ước này đó, là vì quyền lợi của người dân của họ. Thế thì vì vậy hiệp ước này nó không tiêu vong mà đang được cải tiến theo cái yêu cầu thực tế của các nước. Nhân cơ hội đó, phía Việt Nam lại gài vào những yêu cầu mà không để bảo vệ quyền lợi của người dân mà để duy trì cách thống trị của lãnh đạo đó. Thì ưu tiên nó không là quyền lợi của dân tộc. Thì kết cục tôi nghĩ Việt Nam vẫn là cái nước lạc hậu vừa mới để lỡ một cơ hội cải cách thưa cô. Dạ, trở lại với hiệp ước TPP giữa 11 nước, thì ông kết luận như thế nào ạ? Ồ, tôi nghĩ đến cái khái niệm hay là phạm trù động lượng, tức là momentum, nôm na là cái chớn. Các thành viên còn lại của hiệp ước đó, cần cái chớn để hoàn tất càng sớm càng hay. Nếu tiếp tục cãi cọ về những tiểu tiết đó, thì hiệp ước này tan vỡ, và kẻ thắng cuộc sẽ là Trung Quốc, một quốc gia gian manh để dương cờ tự do mậu dịch, mà vẫn bảo hộ mậu dịch để bảo vệ quyền lợi của họ. Thành cái chuyện chính ở đây đó là quyền lợi của ai? Các nước dân chủ được ưa tranh luận và đổi ý chính là vì quyền lợi của người dân. Các nước độc tài thì chỉ nhìn vào cái quyền lợi của cái tầng lớp thống trị ở trên. Việt Nam đang để lỡ một cái cơ hội và tiếp tục lệ thuộc vào Trung Quốc thôi cô. Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này ạ. Hà Nội được cho là đã đạt được những điều mong muốn từ Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du dài ngày nhất của một vị Tổng thống Mỹ tới thăm châu Á trong suốt hơn 1/4 thế kỷ qua. Ông Trump hôm 14 tháng 11 gọi chuyến công du tới 5 nước châu Á, trong đó có Việt Nam là một thành công lớn. Ông Trump nói với các phóng viên tháp tùng trên chuyên cơ Air Force One trong chuyến bay trở về Mỹ sau khi kết thúc một cuộc họp ở Manila, rằng ông tự hào về chuyến công du nếu nhìn từ khía cạnh an ninh quân sự và thương mại. Cũng như các nước khác ở châu Á mà Tổng thống Trump đến thăm, Việt Nam đã trải thảm đỏ để tiếp đón vị Tổng thống Mỹ đầu tiên công du đến Hà Nội trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Trong 3 ngày ở Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng và sau đó thăm chính thức tại Hà Nội, ông Trump miêu tả Việt Nam là trái tim của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ca ngợi Việt Nam là một trong những phép lạ trên thế giới. Với các hợp đồng thương mại trị giá hơn 12 tỷ đô la được ký kết, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng Việt Nam lấy làm hài lòng về chuyến thăm của vị Tổng thống Mỹ. Ông Trump đã dành nhiều thời gian nhất cho Việt Nam và đi thăm hai thành phố Đà Nẵng và Hà Nội. Và chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump đã được tiến hành một cách rất là trọng thể. Và cuộc hội đàm và cái tuyên bố chung đã đạt được một cái sự nhất trí và đồng thuận. Và hai bên sẽ nỗ lực để thúc đẩy các quan hệ thương mại, quan hệ đầu tư, cũng như là các cái thỏa thuận khác, hợp tác khác trên các lĩnh vực như là quân sự, như là an ninh. Cái cuộc đi thăm của ông Trump ở Việt Nam là có kết quả và đáp ứng cái sự kỳ vọng của cả hai bên. Mặc dù trong thời gian ở Việt Nam, Tổng thống Trump nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rằng Hoa Kỳ không còn tham gia các hiệp định thương mại đa phương như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng ông mở ra triển vọng cho một hiệp định thương mại song phương. Trong một thông cáo chung mà Nhà Trắng đưa ra sau cuộc họp giữa ông Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 12 tháng 11, hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ đào sâu và phát triển hơn nữa mối quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều. Theo tạp chí Forbes, những cam kết đó khiến các nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu rằng Hoa Kỳ dưới quyền lãnh đạo của ông Trump vẫn quan tâm đến thương mại tự do dù đã rút khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thương mại chiếm gần 90%, tức 201 tỷ đô la trong GDP của Việt Nam năm ngoái. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, chiếm hơn 22% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam, theo tiến sĩ Doanh, người từng tư vấn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Cũng như các nhà lãnh đạo Việt Nam, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói ông kỳ vọng Mỹ sẽ quay trở lại TPP, bởi vì hiệp định này là một sân chơi có tầm chiến lược quan trọng cho châu Á-Thái Bình Dương và có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược đối với Hoa Kỳ. Cũng trong chuyến thăm đến Việt Nam, Tổng thống Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ sẽ hợp tác sâu rộng hơn về quốc phòng và nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc tiếp cận mở trên Biển Đông, cũng như tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Tổng thống Trump đã gợi ý với Chủ tịch Trần Đại Quang rằng ông sẽ làm trung gian hòa giải cho các tranh chấp này. Luật sư Hoàng Việt chuyên về các vấn đề biển đảo và hải đảo nhận xét. Ở đây phát biểu của ông Trump, Donald Trump cho rằng là ông muốn người chính là làm trung gian hòa giải giữa Việt Nam với Trung Quốc ở trên vùng Biển Đông. Thì cho thấy là Trung Quốc đang chiếm cái phần thượng phong ở khu vực Biển Đông. Đây là điều mà Việt Nam hy vọng trước chuyến thăm của Tổng thống Trump, theo nhận định của tạp chí Forbes. Các nhà lãnh đạo Hà Nội đã mong Mỹ tái khẳng định lập trường và tiếp tục quan tâm đến các tranh cãi chủ quyền trên Biển Đông. Ông Trump còn thúc giục Việt Nam hãy mua tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ. Tổng thống Mỹ chào bán những tên lửa tuyệt vời nhất trên thế giới với phía Việt Nam trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Kể từ khi Tổng thống tiền nhiệm của ông Trump Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào tháng 5 năm 2016, chưa có một hợp đồng vũ khí nào được ký kết giữa hai bên. Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam muốn tăng cường sức mạnh để phòng thủ trước sự bành trướng ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhận định về lợi ích mà Việt Nam có được từ chuyến thăm của Tổng thống Trump, tạp chí Forbes cho rằng Việt Nam là bên được hưởng lợi nhiều nhất từ chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ, vì Việt Nam đạt được hai điều mà họ mong muốn từ Washington dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Trump, đó là an ninh Biển Đông và thương mại tự do. Việt Nam bán Đại Bác chào đón ông Tập Cận Bình. Việt Nam chiều 12 tháng 11 bán 21 phát Đại Bác chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội, ít giờ sau khi trải thảm đỏ tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì buổi lễ tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội với nghi thức được cho là dành cho lãnh đạo cấp cao nhất. Nhiều bức ảnh đăng tải trên truyền thông Việt Nam cho thấy Tổng Bí thư Trọng đã nắm chặt cổ tay của ông Tập và cười tươi với nhà lãnh đạo Trung Quốc khi quan chức này bước ra khỏi xe. Theo video đăng trên mạng xã hội, sau đó khi ông Trọng và Chủ tịch Tập đứng trên bục danh dự, quốc thiều Trung Quốc và Việt Nam nổi lên giữa những tiếng Đại Bác rền vang. Hình ảnh bán Đại Bác từ Hoàng Thành Thăng Long, cách nơi đón chính thức vài dãy phố được truyền trực tiếp trên màn hình lớn. Ông Tập sau đó có cuộc hội đàm chính thức với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ông Trọng khẳng định rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập sau khi được tái bầu làm Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng 19 tháng trước. Trước lễ đón chính thức, Tin Cho Hay cùng với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tới dự lễ khánh thành cung hữu nghị và dự lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội. Trước khi tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và thăm chính thức, ông Tập đã gửi bài viết cho Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ông nói rằng Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, gắn bó như môi với răng. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng vững chắc, giao lưu cấp cao ngày càng dồn dập. Chuyến thăm lần này của tôi là dịp để lãnh đạo cao cấp của hai đảng hai nước một lần nữa thực hiện thăm viếng lẫn nhau trong năm. Sau 2 năm, ông Tập viết, Trung Quốc có câu anh em đồng lòng cắt được cả sắt. Tôi mong đợi chuyến thăm lần này tạo cơ hội để cùng với các nhà lãnh đạo và bạn bè các giới Việt Nam đi sâu trao đổi, cùng khai thác tiềm năng hợp tác, vun đắp tình hữu nghị sâu sắc hữu hảo đặc biệt giữa hai nước, tay trong tay mở ra cục diện mới của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 9 tháng 11, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người kêu gọi tẩy chay chuyến thăm của ông Tập nói rằng, anh muốn mọi người nhớ rằng, dù có hiếu khách đến cỡ nào thì vẫn không được quên rằng một phần bờ cõi quốc gia vẫn bị chiếm giữ trái phép bởi quân xâm lược. 2 năm trước, Việt Nam cũng đã bắn Đại Bác để chào đón ông Tập Cận Bình tới Hà Nội, giữa lúc một số cuộc biểu tình chống chuyến thăm bị giải tán. Trước khi tiếp ông Tập, Việt Nam đã trải thảm đỏ đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Mỹ đã đề nghị với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang về khả năng làm trung gian về Biển Đông, vấn đề gây căng thẳng lâu nay trong quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Tranh chấp trên biển cũng nổi lên trong cuộc hội đàm giữa ông Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Cổng Thông tin của Chính phủ Việt Nam, trong cuộc gặp với ông Tập,
Tổng bí thư Trump đã nhấn mạnh việc bảo đảm hòa bình ổn định bền vững, giảm thiểu các nguy cơ bất ổn, xây dựng lòng tin đối với vấn đề Biển Đông giữa các nước liên quan là rất cần thiết, có lợi cho các bên, cho khu vực và thế giới. Cùng ngày sau khi Tổng thống Mỹ rời Việt Nam hôm 12 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và ký kết 12 văn kiện với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc đã tham dự lễ cắt băng khánh thành cung hữu nghị Việt-Trung ở Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng ông Tập khai trương biển tên Trung tâm Văn hóa Trung Quốc cùng trong buổi lễ này. Mặc dù chuyến đi của ông Tập lần này được truyền thông trong nước ca ngợi là làm phát triển thêm mối quan hệ chiến lược toàn diện, nhưng mục tiêu của Chủ tịch Trung Quốc được các chuyên gia cho rằng có mục đích tăng cường sức mạnh mềm ở Việt Nam để phục vụ mục tiêu bành trướng trên Biển Đông. Nhận định về mục đích của Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho rằng nó chỉ là một trung tâm để Trung Quốc tiếp thị văn hóa của họ. Việc có các cái trung tâm văn hóa của các ở tại Việt Nam, tại thủ đô Hà Nội cũng như là Sài Gòn hay một số thành phố khác ấy, thì là một chuyện rất là bình thường. Ở Hà Nội có trung tâm văn hóa Nhật Bản, trung tâm văn hóa Hàn Quốc, trung tâm viện Goethe của Đức, thế rồi trung tâm văn hóa Pháp. Những cái trung tâm này hoạt động rất là tốt và làm giàu thêm cho cái đời sống văn hóa của đô thị của thành phố Hà Nội. Không có ai nghi ngờ gì hoặc không có ai lo ngại gì, bởi vì những cái nước này là người ta tôn trọng văn minh, tôn trọng tự do và tôn trọng những sự sáng tạo. Nhưng mà riêng cái trung tâm văn hóa Trung Quốc, rồi thì cái cung văn hóa hữu nghị Việt Trung, hay là trước đấy là cái viện Khổng Tử đặt tại trường Đại học Hà Nội đấy, thì lại dấy lên cái sự lo ngại đối với lại những cái người mà người ta quan tâm đến mối quan hệ Việt Trung. Vì sao? Bởi vì những cái này đấy là nó là những cái, thực ra nó không có gì là Khổng Tử hay là hữu nghị hay cái gì đâu, mà thực ra ấy, nó chính là các cái trung tâm truyền bá về vấn đề du học, về vấn đề du lịch và về vấn đề hạ đào tạo học ngoại ngữ hoặc là tư vấn du học mà thôi. Tiến sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam cho rằng đằng sau đó sẽ là sự tụ tập nhiều hơn của người Trung Quốc và nhận định rằng gần đây người Trung Quốc ở Hà Nội đang có dấu hiệu gia tăng. Quan sát từ việc chào đón ông Tập đến Hà Nội, tiến sĩ Diện cho biết rằng mặc dù báo chí trong nước cho rằng người dân Việt Nam ra chào đón, nhưng thực tế phần lớn trong số họ là người Trung Quốc, gồm nhiều sinh viên và lưu học sinh. Trước khi ông Tập Cận Bình tới Việt Nam tham dự APEC tại Đà Nẵng, một nhà hoạt động trẻ trong nước đã kêu gọi phản đối chuyến thăm này của người đứng đầu nhà nước Trung Quốc vì những hành động mà anh gọi là phi pháp trên Biển Đông. Kể từ khi Trung Quốc đặt giật khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và nhất là khi quốc gia láng giềng này được cho là gây sức ép buộc Việt Nam ngừng khoan thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha trên Biển Đông mới đây, người dân Việt càng quan ngại về Trung Quốc, theo giới quan sát. Luật sư Hoàng Việt, chuyên nghiên cứu về luật biển đảo, cho VOA biết rằng dư luận Việt Nam không thích Trung Quốc và nước này đang muốn bành trướng sức mạnh của mình thông qua sự ảnh hưởng về văn hóa. Trung Quốc muốn cái kiểu là phần văn hóa ở Việt Nam, tức là có thể là độc lập, nhưng mà tất cả những mọi thứ khác đều phụ thuộc vào từ dầu của Trung Quốc. Đó là cái mục ý muốn của họ, cho nên và họ cũng đang làm điều đó, đặc biệt trong cái bối cảnh mà cái ảnh hưởng Trung Quốc càng lên. Và theo tôi được biết thì cái quan điểm của Trung Quốc vẫn là muốn bắt Việt Nam phải thực hiện cái gọi là gác chính sách cùng khai thác. Cái phương án gác chính sách cùng khai thác của Trung Quốc này nó có những cái điểm rất là bất lợi của Việt Nam. Đây đủ của nó là chủ quyền quốc ta, gác chính sách cùng khai thác. Như vậy nếu mà chấp nhận gác chính sách cùng khai thác của Trung Quốc là vô hình chung đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc. Theo tiến sĩ Hoàng Việt, Chủ tịch Tập và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bàn về vấn đề Biển Đông tại Hà Nội cuối tuần qua, nhưng chỉ nhất trí chung chung về việc đảm bảo hòa bình ổn định trong vùng biển có tranh chấp này, như trước đây họ vẫn nói. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm tới Hà Nội đưa ra tuyên bố chung với Chủ tịch Trần Đại Quang nhắc đến vấn đề Biển Đông mạnh mẽ hơn. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diệu và luật sư Hoàng Việt, trong khi mối quan hệ với Trung Quốc tiến triển tốt đẹp, nhưng Trung Quốc tiếp tục xây đảo nhân tạo và quân sự hóa trên Biển Đông, thì người Việt sẽ tiếp tục lo ngại và tinh thần bài Trung Quốc sẽ tăng lên.
Tổng thống Trump trong bài phát biểu trước phóng viên báo chí tại Phủ Chủ tịch hôm 11 tháng 11 nói rằng ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho tranh chấp Biển Đông. Trong một phỏng vấn trước đây với VOA, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear cho rằng Việt Nam đang rất cẩn trọng trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, và ông cho rằng Hà Nội nên phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ với Washington để cân bằng và đối chọi với sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhà Trắng mới đưa ra một tuyên bố chung của Mỹ và Philippines sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng nhiệm Rodrigo Duterte, trong đó đề cập tới tranh chấp lãnh hải giữa nhiều nước. Ông Trump gặp nhà lãnh đạo trực ngôn của Philippines ở Manila, chặng cuối trong chuyến công du kéo dài nhiều ngày tới nhiều quốc gia ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuyên bố gồm 14 điểm chính công bố hôm 13 tháng 11 có đoạn, hai bên nhấn mạnh lại cam kết duy trì các nguyên tắc, trong đó có tự do hàng hải, tự do bay ngang qua Biển Đông và tự chế. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Họ nhấn mạnh hơn nữa về sự cần thiết phải tiếp tục theo đuổi các biện pháp gây dựng lòng tin nhằm gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau và tránh các hành động làm leo thang căng thẳng, trong đó có quân sự hóa, tuyên bố viết. Nguyên thủ Hoa Kỳ từ Việt Nam tới Manila hôm 12 tháng 11 để dự hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á và Đông Á. Sau khi đàm phán với các quan chức chủ nhà ở Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng ra tuyên bố chung, trong đó đề cập tới tranh chấp lãnh hải gây nhiều sóng gió trong quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc. Tuyên bố Việt Nam-Hoa Kỳ có đoạn, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quyền được tiếp cận tự do và mở khu vực Biển Đông đối với cộng đồng quốc tế, tầm quan trọng của việc duy trì thương mại hợp pháp, không bị cản trở và sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác. Tuyên bố viết tiếp, hai bên tái khẳng định lập trường về Biển Đông được nêu trong các tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ và Hoa Kỳ-ASEAN trước đây, bao gồm việc kêu gọi các bên không có những hành động làm leo thang căng thẳng, quân sự hóa cấu trúc đang tranh chấp và hạn chế một cách phi pháp các quyền tự do trên biển, tái khẳng định cam kết chung đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Ngoài ra, ông Trump đã trực tiếp đề xuất với Chủ tịch Trần Đại Quang về khả năng làm trung gian và phân xử trong vấn đề Biển Đông. Phản ứng về đề nghị này, ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm 13 tháng 11 nói rằng Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán với các nước trực tiếp liên quan. Ông Trump chào bán máy bay tên lửa Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trực tiếp mời chào lãnh đạo Việt Nam mua thiết bị quân sự của Mỹ, nhất là máy bay và tên lửa. Chúng tôi mong muốn nước ngài mua thiết bị từ Hoa Kỳ. Chúng tôi sản xuất thiết bị tốt nhất. Chúng tôi sản xuất máy bay và thiết bị quân sự tốt nhất. Các tên lửa thì thuộc loại không ai có thể cạnh tranh nổi, ông Trump nói với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 12 tháng 11. Như tôi đã nói, một quả tên lửa gần đây đã được bắn từ Yemen vào Ả Rập Xê Út và một trong những hệ thống tên lửa của chúng tôi đã bắn hạ nó như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi sản xuất các tên lửa tốt nhất trên thế giới, các máy bay quân sự tốt nhất trên thế giới, các máy bay thương mại tốt nhất trên thế giới. Tổng thống Mỹ nói tiếp rằng vì thế chúng tôi muốn Việt Nam mua của chúng tôi và chúng ta phải xóa bỏ việc mất cân bằng thương mại, mà ông Trump nói là lên tới 32 tỷ đô la. Còn trong cuộc gặp với Chủ tịch Trần Đại Quang, Tổng thống Trump nói rằng quan hệ quốc phòng của chúng ta thật tuyệt vời. Ông nói, chúng tôi có nhiều giao dịch với nước ngài liên quan tới mua vật liệu và mua một số lượng đáng kể thiết bị quân sự, và chúng tôi trân trọng điều đó. Nó tạo quan việc làm cho nước Mỹ và nước ngài có được thiết bị tốt nhất thế giới. Nhà lãnh đạo này cũng nói thêm về việc hồi tháng 5 năm nay, Hoa Kỳ đã chuyển giao tàu tuần tra Morgenthau của lực lượng tuần duyên Mỹ cho Việt Nam, được đặt theo tên của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Morgenthau Jr. Con tàu này từng tuần tra các bờ biển của Việt Nam trong thời chiến tranh Việt Nam. Ngày nay cũng con tàu này, món quà cho đối tác lại ra khơi ở vùng biển Thái Bình Dương để tuần tra bờ biển cho người dân Việt Nam, ông Trump nói trong buổi họp báo chung. Trước khi ông Trump thăm chính thức Việt Nam, chi nhánh tại Mỹ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi khoảng 40.000 đô la, tức hơn 900 triệu đồng một tháng, cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Nhận định về việc đôi bên vẫn chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận mua bán vũ khí nào kể từ khi người tiền nhiệm của ông Trump Barack Obama thông báo dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương khi tới thăm Việt Nam năm 2016, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói với VOA tiếng Việt rằng các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng. Theo Nhà Trắng, trong khi có mặt ở Việt Nam, ông Trump đã chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá tới 12 tỷ đô la.
Đôi bên cũng ký kế hoạch hành động mới về hợp tác quốc phòng kéo dài 3 năm, theo đó gia tăng các hoạt động hải quân song phương. Hình ảnh Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull chụp ảnh selfie với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang được Chính phủ Việt Nam đăng tải trên trang Facebook chính thức trong chuỗi hình ảnh về các lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Trong tấm ảnh này, bốn nhà lãnh đạo cùng tươi cười khi Thủ tướng Úc dùng điện thoại tự chụp cả nhóm bên lề cuộc họp APEC tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong tấm ảnh đưa lên trang Twitter cá nhân của Thủ tướng Úc có tên Malcolm Turnbull, Chủ tịch nước chủ nhà APEC không có mặt. Kèm theo tấm ảnh, ông Turnbull viết gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập tại APEC 2017, cùng hợp tác để đảm bảo an ninh và thịnh vượng trong khu vực. Bờ vai và cánh tay trái của Chủ tịch Quang bên cạnh Tổng thống Trump vẫn được nhìn thấy trong tấm ảnh mà người đứng đầu nước Úc đăng trên Twitter. Không rõ lý do vì sao ông Turnbull chọn cắt bỏ Chủ tịch Quang và theo BuzzFeed họ đã gửi yêu cầu bình luận tới văn phòng của Thủ tướng Úc nhưng không nhận được hồi âm. Mặc dù truyền thông trong nước không nhắc tới sự chỉnh sửa này của Thủ tướng Turnbull, nhưng mạng xã hội đã lan truyền hai tấm ảnh trước và sau khi cắt với những lời lẽ châm biếm như khi bạn nghĩ mình được selfie chung ... và thực tế là ... Một số người dùng mạng xã hội cũng tỏ ra bất bình vì hành động cắt bỏ Chủ tịch Quang ra khỏi ảnh của Thủ tướng Turnbull. Một người dùng Twitter có tên Fuyuro Mori viết, thưa Thủ tướng, hành động thấp kém như vậy của một người đại diện cho nước Úc cắt bỏ Chủ tịch của Việt Nam, cũng là nước chủ nhà APEC 2017, khỏi bức hình. Rõ ràng chỉ có lãnh đạo của những nước lớn như Trung Quốc và Mỹ mới xứng đáng xuất hiện trong bức ảnh của ông. Thật là xấu hổ. Trước đó, hình ảnh Thủ tướng Turnbull xuất hiện nhiều trên truyền thông chính thống của Việt Nam như là một nhà lãnh đạo thân thiện dạo phố phường Đà Nẵng, ăn bánh mì từ người bán hàng rong và bún bò từ một quán ăn trên phố.